Nhớ là cái khúc này nè, nó bự vậy nè. Theo. Đừng khóc. Tí tôi đẹp quá mà. Trời ơi, nó đâu có đẹp bằng tao. Chứ nó phải body xung quanh tao hoài thôi. Nhớ là cái khúc này nè, nó bự vậy nè. Sao? Đừng khóc. Mệt không bé mệt. Trời ơi, tí tôi đẹp quá mà. Trời ơi, nó đâu có đẹp bằng tao. Chứ nó phải body xung quanh tao hoài thôi. Bởi vì mọi người thấy tao đẹp quá mà. Vậy kết luận là tao đẹp hơn Đàm Vĩ Lân. Hỏi đúng không khách? Dạ đại biểu. Dạ em nói một câu câm tâm đứng nhìn thẳng với máy. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Dạ rồi. Anh đẹp hơn Đàm Vĩ Lân đúng không? Ok đúng. Ok đúng. Cảm ơn em. Ủa em chưa kịp nói gì hết nhưng mà anh Hà tự quyết định là anh Hà đẹp hơn anh đó. Anh có gì muốn nói không ạ? Cũng được đi em. Anh được cái là cái nết. Mà thường ta nói cái nết đi chết cái đẹp. Đúng không? Cái nết đi chết cái đẹp. Vậy là anh chết. Ủa xin lỗi, vậy là bị đánh. Ý là bị đánh thôi. Ý là cái đẹp của anh bị đánh thôi. Bị đánh cho chết rồi. Dạ. Đánh đi đó chị, hồi mày bị đánh chết. Dạ xin lỗi. Đâu quý vị đây đâu. Cuộc đời của em là em đẹp tất cả mọi cái đoàn làm phim là với cả diễn viên chính đến viên phụ đó cũng không bao giờ mà nó tha. Thời gian cho anh có bao nhiêu cái vlog rồi. Ai biết đâu nó có quay gì đó. Anh nói cái này mình kết hợp, cái này là series show của anh Hưng, cái này series show của anh. Không có, cái này là của anh Hưng luôn đó. Thôi vậy hả? Là anh Hưng sử dụng hình ảnh của anh. Đúng rồi. Là nãy anh cố tình tạo những cái content. 4 triệu đó. Anh Hưng hai đầu hả? 4 triệu đó. Mà đưa đẳng con số 4 triệu. Mà nói hoài không biết trả lời. Năm mình đặt. Cũng nhận luôn à? Không biết trả lời đưa còn 4 triệu. Sao hỏi là thấy đi đâu cái giao lưu từ sáng giờ đó. Hãy đón xem Đại Lý Cảm Thực phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên YouTube Đàm Vĩnh Hưng.